Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà Maria bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cốp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng bà Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần liền thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và quy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này Elizabeth, người chị họ của trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Bà Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Khi chúng ta cử hành lễ tôn vinh mẹ Maria, thường thì mẹ Maria sẽ là đối tượng chúng ta chiêm ngắm. Chúng ta chiêm ngắm nơi mẹ những nhân đức của mẹ, tâm tình của mẹ, những thái độ và cung cách sống của mẹ. Và có lẽ khi chúng ta nghe lại cái bài tường thuật về việc viếng thăm của sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến để nói với Đức Maria về tin mừng cứu độ đã khởi đầu từ mẹ, thì chúng ta sẽ ước mong và chiêm ngắm thái độ của mẹ khi đón nhận tin mừng đó. Câu cuối cùng của bài tường thuật đó là: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Một cái thái độ niềm tin, một tin tuyệt đối. Bởi như trong cái diễn tiến của trình thuật mà chúng ta vừa nghe, Đức Maria còn chưa biết cái điều mà sứ thần nói với mẹ sẽ diễn ra như thế nào. Chuyện đó xảy ra như thế nào, tôi còn chưa biết đến người nam. Thế nhưng mẹ vẫn trả lời: Xin vâng, nay tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Và một thái độ mà chúng ta cũng thích chiêm ngưỡng nơi mẹ Maria là sự khiêm tốn của mẹ khi đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Đó là: Này tôi là tôi tớ Chúa. Trong cái thân phận của mẹ, mẹ biết mẹ là ai trong cái sự thật đó. Và mẹ đã đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa cũng chính trong sự thật mà mẹ đã nhìn nhận. Nhưng thưa anh chị em, có lẽ chúng ta phải trở lại từ đầu để có thể nói là tại sao mẹ Maria có thể nói được lời đó.
không phải là từ phát xuất bản thân của mẹ Maria, vì chính mẹ đã nói: này tôi là tôi tớ Chúa. Một cái tôi tớ hay một cái thân phận giới hạn như vậy mà nói lên được cái lời xin vâng tuyệt đối, nói lên cái niềm tin tuyệt đối vào những gì Thiên Chúa muốn nơi mình là không thể. Nói thẳng như thế. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại hay đọc lại cái trình thuật này thì chúng ta sẽ thấy ngay từ đầu để Đức Maria nói được điều đó thì sứ thần đã nói: kính chào Maria, đầy ân phúc, và Thiên Chúa ở cùng bạn. Nên đó chính là cái điều mà làm cho mẹ Maria nói lên được cái lời xin vâng tuyệt vời như thế, tuyệt đối như thế, trọn vẹn như thế. Nên khi nói về Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là nói đến cái tình trạng đầy ân sủng của Thiên Chúa nơi mẹ, là Thiên Chúa ở cùng bạn, tức là trọn vẹn tình thương, trọn vẹn quyền năng của Thiên Chúa, trọn vẹn cái sức mạnh của Thiên Chúa ở với Đức Maria. Và đã nói trọn vẹn, tức là ngay khi Đức Maria đã hình thành, đã được cưu mang trong lòng của thánh nữ Anna. Cho nên trọn vẹn cuộc đời của mẹ là tràn đầy ân phúc, bởi vì Thiên Chúa trọn vẹn trong cuộc đời của mẹ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống. Cho nên chính từ đó mà chúng ta mới thấy khi nói là đầy ân sủng, khi nói là Thiên Chúa ở nơi mẹ Maria, có nghĩa là trong cuộc sống của Đức Maria không có cái hành động nào, tâm tình nào là không biểu dương tình yêu của Thiên Chúa, là không biểu dương sự hiện hữu của Thiên Chúa, là không biểu dương vinh quang của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa. Và cũng nói, khi nói và Đức Maria nhờ được Thiên Chúa đặt vào trong cái mối tương quan trọn vẹn với Thiên Chúa như thế, thì nơi Đức Maria không có cái trở ngại nào để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện nơi mình. Và thánh ý đó của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho mẹ Maria mà còn là cho tất cả nhân loại chúng ta. Quả thật thì khi nói lời xin vâng thì chúng ta sẽ thấy Đức Maria được đặt trong một cái hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với lại cái hoàn cảnh mà những ông bà nguyên tổ trong cái bài đọc một chúng ta nghe. Nó hoàn toàn khác nữa. Khác như thế nào? Cái khác thứ nhất mà chúng ta sẽ thấy, khi Thiên Chúa gọi Adam: Adam, ngươi đang ở đâu? Adam thưa: tôi đang ở trong vườn, tôi thấy tôi trần trụi và tôi sợ hãi, tôi tránh mặt Thiên Chúa. Đó là chính cái điều mà nguyên tổ đã cảm nhận sau khi ăn trái cấm. Thế thì Đức Maria làm sao? Thiên thần bảo: Maria, đừng sợ, vì bà đã được nghĩa với Chúa. Thế nên chúng ta sẽ thấy cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội, tức là thoát ra khỏi cái thái độ sợ hãi Thiên Chúa, thái độ trốn tránh Thiên Chúa, thái độ mà cảm thấy lo âu khi mình cảm thấy trần trụi và lỗi phạm trước mặt Thiên Chúa. Nên từ đó mà chúng ta thấy nó đã diễn ra nhờ cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nhờ đầy ân sủng, nhờ Thiên Chúa ở cùng bà mà Đức Maria đã thực hiện một cái cuộc đối thoại với Thiên Chúa về cái cuộc đời của mình, về cái sứ mạng của mình. Và vì thế khi chúng ta cử hành để lễ tôn vinh và là tuyên tín cái niềm tin của chúng ta vào ân sủng vô nhiễm nguyên tội nơi Đức Maria, là chúng ta tôn vinh cái quyền năng của Thiên Chúa. Cái quyền năng đó là quyền năng tình thương, cái sức mạnh đó là sức mạnh tình thương của Thiên Chúa. Và chúng ta khám phá ra đâu chính là những hiệu quả của đặc ân vô nhiễm nguyên tội, không chỉ là cho mẹ Maria và là cho chúng ta. Hãy nghe lời giải thích của Thánh Phaolô tông đồ cho cả Kitô hữu thành Ê-phê-sô. Thánh Phaolô ngài nói rằng: Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô
từ trước khi tạo thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện, tinh tuyền trước mặt Ngài. Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với Người qua Đức Kitô theo như ý Người đã sở định. Đó chính là vì sao Đức Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, là bởi vì đó là từ trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã muốn cho con người trở nên con của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội nó không phải chỉ có sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, mà đã được dự liệu từ trước, mà Thiên Chúa đã dự liệu từ trước vì Thiên Chúa đã yêu thương con người. Cho nên Ngài đã dự kiến tất cả những tình huống có thể làm cho con người bị sai lầm, đi ra khỏi cái dự định của Người về nhân loại chúng ta. Và vì thế một khi con người đã có sa phạm, thì Thiên Chúa đã đặt và chọn Đức Maria vô nhiễm nguyên tội để thực hiện chương trình cứu độ con người, mua chuộc lại con người, cho con người quay lại trở lại tình trạng nguyên thủy. Cho nên cái đặc ân vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria là để cho chúng ta làm gì? Để cho chúng ta được sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. Đó là lời của ông Zacharia khi ông ca tụng Thiên Chúa trong ngày cắt bì của Gioan Tẩy Giả. Cái đó là cái thân phận của chúng ta. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta cử hành tuyên tín cái niềm tin của chúng ta về đặc ân Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, thì chúng ta tái khám phá lại cái tình thương đó cũng dành cho chúng ta ngay trước khi tạo thành vũ trụ, ngay trước khi chúng ta được sinh ra trên trần gian này. Thiên Chúa đã dự định cho chúng ta sống điều đó. Và vì thế ở trong câu cuối của bài sách Sáng Thế, trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, vì thế Adam gọi vợ mình là Eva, vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh, tức là tất cả những người sống trên trần gian. Thì cái câu đó đã được ứng nghiệm cho Đức Maria ở dưới chân thập giá: này là con bà, tất cả chúng ta đều là người con do chính mẹ Maria sinh ra trong niềm tin. Nên ở đây khi Sứ Thần nói với mẹ Maria đó là đấng trinh nữ sẽ sinh ra là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa, đó là dự định mà Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta, là đấng thánh, là trở nên thánh thiện, là trở nên con của Thiên Chúa. Cho nên nhìn vào cuộc đời của mẹ Maria để khám phá cái ân sủng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và hãy để sống hoàn toàn cái cuộc đời của chúng ta trong cái ân sủng đó. Có nghĩa là chúng ta đừng sợ hãi Thiên Chúa, đừng tránh mặt Thiên Chúa, đừng tìm cách chạy trốn Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Hãy đến gần Thiên Chúa, hãy gặp gỡ Ngài, hãy nói với Ngài, hãy cầu nguyện với Ngài, hãy thưa chuyện với Ngài, hãy lắng nghe Thiên Chúa ở trong cuộc sống của chúng ta. Để rồi chúng ta cũng có thể ở trong cái tình yêu, và chúng ta biết tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, dù nó là theo ý định của chúng ta, theo ước muốn của chúng ta, nhưng tất cả những gì xảy ra đều là trong tình thương của Thiên Chúa. Và chúng ta được khám phá ra cái điều đó chính là cái ân sủng mà Đức Maria đã tiếp nhận ngay từ khi mẹ hình thành trong cung lòng của thánh nữ Anna. Anh chị em thân mến, cùng với mẹ Maria chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về cái hồng ân lớn lao đó. Hồng ân lớn lao mà giờ đây chúng ta thấy rất rõ, nó được chứng nghiệm nơi cuộc đời của mẹ Maria. Và chúng ta cũng được mời gọi trong cái tâm tình tạ ơn đó, hãy khám phá ra ân sủng mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mình. Cái ơn gọi của chúng ta nên thánh thiện công chính trước thánh nhan Thiên Chúa ở trong cuộc đời của mình, để chúng ta trở thành những người con, trở thành những đấng thánh, trở thành những người con của Thiên Chúa theo như dự định mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Điều đó xin mẹ Maria hãy dạy bảo chúng ta, khuyên nhủ chúng ta, và noi gương mẹ nhìn vào cách mẹ sống
nhìn vào cách mẹ xưa xin vâng với Chúa ở trong cuộc đời, không phải chỉ một lần khi gặp gỡ sứ thần Gabriel. Cái lời xin vâng đó nó còn kéo dài trong suốt cuộc sống của mẹ, cho đến dưới chân thập giá mẹ vẫn nói lời xin vâng. Vì thế xin cho chúng ta cũng hãy vâng nghe theo tiếng Chúa, vâng theo lời gọi của ân sủng, vâng theo tác động của ân sủng, để loại trừ tất cả những cái vết nhơ của nguyên tội, những cái dấu chứng của nguyên tội, đó chính là những cái lỗi phạm thường ngày của chúng ta, để rồi chúng ta có được như Đức Maria, đi trên cái con đường mà Đức Maria đã đi. Xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Amen.